Ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với DTN Gamer nha. Rồi, trong thời gian trước thì mình có review một tựa game tên là Nearly Dead anh em nhé. Thì đây là một game gọi là pixel sinh tồn zombie. Và mình sẽ có rất là nhiều nhân vật để lựa chọn. Và game này có thể co-op tối đa 4 người, online cũng như offline luôn nha anh em. Chơi rất là hay. Và hiện tại nó chỉ có trên PC thôi. Và tên tiếng Việt mình dịch ra tạm có thể là gọi là suýt chết anh em nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo và mình chơi thử một đoạn cho anh em xem. Anh em thấy đây có nhân vật giống như Doctor Strange đó nè. Đó, và mỗi nhân vật nó sẽ có một kỹ năng khác nhau, nó khá là hay. Giờ mình sẽ tạo một cái new game chơi thử anh em xem nhé. Đây thì nó sẽ có những cái chế độ cơ bản, ví dụ như là common này, dễ nhất này, difficult này, very difficult này, rất là khó luôn ha. Còn đây thì mình sẽ thêm những cái vật phẩm, máu của kẻ thù giảm đi một nửa này. Ok, nói chung là đây là những cái buff để cho anh em có thể trải nghiệm này. Đó, cái này là chết chứ là chế độ gọi là sáng tạo luôn nha. Đó, mình có thể chế tạo mọi thứ này. Đó, hồi máu giảm máu rồi đánh mấy quái quái yếu hơn các kiểu. Thì mình sẽ chọn đại một cái, còn không thì anh em có thể trải nghiệm, anh em chơi thử một cái thôi cũng được ha, không nhất thiết đâu. Còn vào cái giao diện này thì anh em có thể thấy là mình có thể chọn trong những cái nhân vật này nọ này nhá. Mình thay đổi đây anh em thấy này. Đây hiện tại mình có khoảng 4 5 nhân vật, và mỗi nhân vật sẽ có một hệ kỹ năng khác nhau. Ok, đây thì mình có thể chọn nhân vật Doctor Strange này đi. Ông này ông có cái búa, ông sửa chữa. Con này thì nó có cái súng này, có cây thương, con dao. Ông này ông mặc giáp chống zombie anh em ạ. Nãy mình chơi nhân vật nữ khá cute anh em, mình quyết định chọn nhân vật nữ nữa. Và kỹ năng dưới đây anh em sẽ có 6 cái điểm kỹ năng, anh em có thể chọn những cái kỹ năng anh em mong muốn nhé. Ví dụ như full túi này, tăng cơ này, đấy, kỹ năng này, sát thương này, đấy, rất là nhiều thứ ha. Sẽ có súng đạn gì không? Đây ví dụ như Adam này. Cái này Adam và cái này là những cái vũ khí cận chiến nó sẽ mạnh hơn ấy. Ok, mình chọn cái này nha. Rồi mình bắt đầu chơi. Thì anh em vào thấy, anh em thấy thì game này là game pixel hoa, hình ảnh rất là dễ thương ha, đơn giản, di chuyển các kiểu mình có thể chọn hướng này. Thật ra thì cái con game này á là nó có một chút ý tưởng là dựa theo cái tựa game mà anh em cũng rất là thích thời gian gần đây ha, tựa game cái gì mà Project Zomboid á, nhưng mà con game này thì nó đơn giản hơn, không có hay bằng Project Zomboid đâu, nhưng mà cái cách chơi và cách nhìn nhận của nó thì nó dễ hơn, dễ nhìn hơn, độ khó nó cũng dễ hơn ha. Ok rồi, thế đây mình sẽ làm những cái nhiệm vụ hàng ngày. Ví dụ như đêm đầu tiên thì mình có thể tiêu diệt quái vật này, đó, cơ chế tiêu diệt quái vật này, đấy, mình bắn nó, mình có thể bấm ship, mình có thể bấm bấm back để né chiêu, mình phải nạp đạn ra anh em ơi. Zombie thì nó sẽ có những con mà nó đánh từ xa được luôn nha anh em, mới vô luôn là đánh từ xa được rồi. Mình đánh nó thì mình sẽ có thể rớt đồ, đó, rớt đồ này. Chip này, chip là đồ ăn hồi máu anh em, giống như bim bim bên mình á, và thêm 4 con quái vật nữa. Game này mình nghĩ hay hơn khi mà mình chơi co-op ha, với lại nó sẽ không có phải là nó chỉ sống ở đây đâu anh em, với lại nó còn có trồng trọt chăn nuôi nữa, rất là nhiều thứ ha. Để mình tiêu diệt xong cái này rồi mình sẽ demo cho anh em thử một đoạn. Đây cái con này nó phun máu nhìn ghê vậy. Ok rồi, đây mình có, ok mình có thể lượm những cái resource này mình chế. Thì đây là cái bàn chế tạo của mình khi họ cho này, mình có thể chế một cái metal bay đam 86 và cái này 82, attack speed 1.35, 1.67, rig 45%, rig 45%, hai cái rig giống nhau, nhưng mà cái này nó có vẻ đam to hơn. Mình chế cái này đi, mình chế cái này đi, anh em có thể bỏ vũ khí lên này. Hiện tại thì mình chưa qua slot được à, mình full slot rồi nên là mình chỉ có thể đổi một trong hai cây thôi. Anh em nhìn nè, anh em nhìn này đó, mình thể dùng cái này để mình đánh ha. Ok, thì đây là mình sẽ có những lựa chọn mở rộng khu A, khu B hoặc là một cái khu nào đó mà mình không biết. Ok, mình sẽ chọn khu A trước. Và lối chơi của nó sẽ là lối chơi lén lút giống như kiểu mini DayZ đó anh em, nhưng mà hình ảnh nó dễ nhìn hơn. Ví dụ như đây mình có thể thấy quái vật tới nè, mình không nhất thiết là mình phải tấn công tất cả bọn nó một lúc, mà mình sẽ đánh từng đứa một. Đấy, đấy, mình đánh từng đứa thôi. Chiến thuật của mình là đánh từng người thôi, từng con zombie thôi. Ok, anh em mà tập trung cho em chạy lên, nhiều khi là nó đông quá anh em đánh không kịp đâu. Nè mình sẽ dụ xuống từng con một thôi, mình sẽ dụ những con cần chiến trước nhé, con tay già thì mình để sau. Với lại là con game này á, anh em dùng súng sớm á, nó cũng giống như game Project Zomboid hoặc là những cái con game zombie khác, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là anh em gây tiếng ồn nhiều quá, thì nó dẫn đến cái việc là cái con zombie nó sẽ lao tới đánh anh em ha, không tốt đâu. Đây thì mình có thể ăn thử, mình có thể ăn luôn, max HP. Cái này là
Nước soda tăng mát máu. What the hell. Đây mình đánh con này. Đánh thì nhớ né anh em nhé. Đó mà đánh mình né ra. Đây là mình có thể ráp tinh. Đây bàn ráp tinh nè. Đó. Rồi mình đánh hết cái đám này đã. Nè nó kêu là nhiệm vụ là tiêu diệt. Tiêu diệt một cách yên tĩnh. Đi thuộc nè. Cái này mình đang cần. Cái đó là cái để mình chế những cái đồ khác đó anh em. Rồi chết rồi. Chạy. Chạy. Anh em hạn chế tiếp xúc với nhiều con một lúc nha. Mất công nó va chạm vật lý với anh em là anh em biến thành zombie đó. Có một con đứng ở kia nè, để mình xem mình có thể hồi máu được không. Mình cầu 24 máu nè. Để mình thử mình dùng súng là tốt hơn không ha. Sao mình không dùng súng từ đầu vậy. Mình có cây súng luôn á anh em. Mình có súng luôn á. Mình tưởng đâu game nó bắt mình phải yên tĩnh chứ mình cầm súng mình bắn được nè. Alo. Chíp chíp, ăn máu. Hồi máu, hồi 19 máu ngon. Hello bạn trẻ. Chai nước. Chai nước hồi 15% máu. Ngon ta. Mình có thể hồi máu trước, hồi nạp đạn trước. Né. Đó, đây mới chỉ là một nhân vật thôi nha. Về sau nó còn có những nhân vật khác nữa. Mình có thể search item nè. Luring nè. Luring là những cái công thức đó anh em. Con dao găm kìa. Wow, vậy là còn có loot đồ đó nha anh em. Thì nãy mình để có một cái nhân vật đó là họ cho full cái slot này. Để loot được nhiều đồ hơn anh em nhé. Còn hiện tại là mình chỉ loot được có 6 slot thôi. Bây giờ mình có thể loot hết hoặc là mình đi về. Ok, xong chưa ta? Hoàn thành chưa ta? 5 trên 6 nè, vẫn còn một cái gì đó nữa. Vũ khí súng ống các kiểu nhiều vậy. Rất armor. Mình có phần armor vào nè. Trời ơi, kiếm súng. Đồ chơi nhiều vậy, búa tho nè anh em, búa ném nữa, nhiều vậy. Có lẽ nãy mình để chế độ dễ quá nên là mình có nhiều đồ nè, càng lên cao thì nó càng ít hơn ha. Nhưng bây giờ nó yêu cầu mình còn cái gì nữa đây? 4 trên 6. Một cái kiếm dài, đồ chơi nhiều dữ à. Công nhận là để chế độ nhiều đồ chơi này đánh sướng nha. Đây nhìn nè, dao găm đồ kiếm các kiểu ha. Có thể lộn qua. Là sao để đi về? Chắc là mình đi vòng lại đường cũ mình về quá. 4 trên 6. Zombie mình đánh hết rồi mà. Liệu mình có thể đi về được không? Mình thử đi xuống đây nhé. Leader location. Ok, vậy là mình có thể rủ team xong rồi mình đi loot từng nơi sau đó mình đánh ha. Ok. Đây mình có thể ráp những thứ mình cần. Knife nè. Ranger weapon. Mình có thể chế cả súng thục. 12 viên đạn hoặc là những cái vũ khí khác dây. Nhưng mà mình chưa ở đây. Wooden armor. Sao không thấy cái nào liên quan tới những cái đồ trồng trọt chăn nuôi vậy? Chắc là mình chưa chơi đến đoạn đó hoặc là mình xem ở đây ta. Ở đây thì mình có thể như là mình có thể phân tách những cái kia thành nguyên liệu nè. Mình bỏ cái kia thành nguyên liệu nè anh em. Cái này là máy tái chế. Ok, mình sẽ bỏ vào đây. Wow. Mình sẽ được rất là nhiều nguyên liệu nè anh em. Mình có thể chế những thứ khác ha. Đây, mình có thể ráp những thứ khác. Rất là nhiều thứ nha. Ranger này, súng dài, súng ngắn các kiểu. Bandit là dùng để mình bảo vệ, băng bó với vết thương ha. Ok. Thì mình chơi một đoạn thôi. Thì mình thấy cái kiểu game này thì nó cũng khá là hay. Mặc dù anh em mình nhìn vào thì mình chơi mình có cảm nhận nó giống như phong cách của Last Day on Earth anh em. Kiểu vậy á, kiểu giống vậy. Cũng chơi từng map nhưng mà game này hay chỗ là nó có co-op nữa. Nên là khi nào có dịp thì mình sẽ rủ anh em team mình co-op cho thử cho anh em xem. Ok. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Cứ anh em đã theo dõi.